vài chục tỷ hoặc là khách nhá, bình thường cũng trăm tỷ. Nhiều đó đủ xây tháp chưa thầy? Chưa. Tháp chắc xây tháp là nhiều, nó tấm còn qua quăng nó mắc, còn cái sườn thì rẻ. Hiện trăm tỷ là chỉ mình dự đoán là làm cái sườn với trang trí thôi, chưa nói là nội thất ở trong. Bèo nhất cái chùa thầy phải 300 tỷ mới đủ. Còn mua đất thì phải 3.000 tỷ. Giờ mình tính hơn đi, 5.000 tỷ hoặc 7.000 tỷ nên dư thừa ra thầy ăn học. Không phải tham mà tiền để chị còn bệnh đau, còn nuôi đệ tử ăn học nữa. Gì cũng phải tính tham lên. Lòng tham vô đáy. Tiền tỷ mà thầy làm cho tiền 2-3.000. Bởi vì con mấy con không có xài nên nó vậy đó. Bởi vì cúng cho thầy cứ vận động được cách nào nó hù lớn. Thầy mua chút, thầy đưa con giờ cũng đưa 15 đến 20 triệu, thầy điện rác là có người giao. Là chỉ có một nhỏ, ví dụ như giờ thầy mua 100 ký mai đi, là anh lát à 15 20 triệu hết liền. Ngày hôm qua cháu chị Hằng qua đây hả thầy? Qua đây chi thầy? Qua cháu nội, qua hỏi coi tình hình thầy khỏe mạnh không. Dạ. Coi cháu nội nữa nó giàu không. rồi thằng trai của Hằng qua để dẫn bồ qua coi trai của vợ lớn có lì xì cho thầy không thầy? Thì qua thầy cho nụ hôn, lì xì cho cái nụ hôn yêu thương. Dạ. Chưa có ít, chưa cũng chưa. Hà Nội là như là không đổi lâu rồi, cái mã thành phố á là 08 nhưng mà nay đổi là thành phố không mấy ta, 003, 02, 028 rồi là cái điện thoại bàn thầy đóng giùm ha, bữa khó ghé giùm thầy coi, ghé cái thế giới di động á đóng giùm thầy 5 cái số điện thoại bàn để lâu quá nó phá 2 triệu luôn à. Bên nghe thầy cũng được, điện cũng được. Bên thầy mà thầy thì chơi hai điện thoại bàn luôn. Năm cái số điện thoại bàn hồi xưa tới giờ đóng duy trì nay cả mười mấy năm rồi. Thầy xài không xài nhưng mà nghe không rồi, nhưng mà thầy giờ cũng nghe, nhưng mà phải duy trì cái số của chùa. Số này để chùa đàng hoàng. Một cái ba cái số của chùa, một cái số là để là liên hiệp hội từ thiện quốc tế và một số để công ty cổ phần truyền thông Hoàng Pháp luôn. Là công ty truyền thông báo chí nè. Quay báo chí truyền hình truyền thông, thầy lập ra công ty truyền thông báo chí truyền hình mà để đài truyền hình Pháp Trung ương mà nói logo chùa kìa, truyền hình Pháp Trung ương kìa, nhưng mà chưa có người đầu tư. Thứ nhất là vốn đầu tư vào để làm đài truyền hình, kế tiếp là máy móc là giờ mấy tỷ bạc mới được cái hệ thống là quay phim chụp hình. Đằng thầy sáng chị mình sửa sạn trong chính điện. Chính điện là những cái chậu lớn, tại chính điện thầy rộng mà thầy còn quay này là thầy làm như gọn trong góc cột đó, đó một góc hay góc đây cây nữa nè, đó chuẩn bị cái chậu rồi nè, thầy tàu chưa chậu bên kia nữa, thầy trang trí rồi quay đường nữa chưa làm. Thầy dự tính thì chừng đó thôi khoảng bao nhiêu tiền hả? Khoảng 20 triệu nữa là đủ, mai đào. Giờ có ai mà cúng thầy 20 triệu ngon ha. Mơ phái liền. Mơ. Mong gần Tết này có Phật tử đến cúng dường cho thầy nhiều, thầy ăn Tết à. Mà trước tiên là bông hoa, biết sao mà quan coi trọng không? Ta đến chùa còn là chụp bôi hình. Và đến chùa phải có cái gì đẹp mà đổi mới. À, rồi kế tiếp Tết là gì, có bánh mứt ngồi trên bàn thầy đãi là ngồi người ta ăn cho nó ngon miệng bữa. Lâu lâu mới đến trắng hạt dưa nè, mứt sen, mứt gừng nè, mứt bí, mứt củ lan nè, rồi hạt chia nè. Ly nước ngọt nè, rồi lon bột cụm nè, rồi thêm nữa bánh tây nè, rồi khèo lèo cước chuột nè, bánh in, rồi thêm nữa là gì, mức các loại mức, hình nói tóm gọn là có mức gì là mình đãi mức đó. Giờ ta ủng hộ, ví dụ mỗi cái người ta có tiền thì, ví dụ không tiền thì mỗi thứ loại 1 ký, còn có tiền nữa mỗi thứ 5 ký, 10 ký gì đó là khi đãi suốt trong thời gian 1 tháng chưa Tết cho đến qua Tết, đúng không? Dạ đúng rồi.
Thì năm ngoái cũng có người đó, miền Tây gì đó. Thầy nói cái gì theo lời rất chục nghe. Thì hồi xưa mình gọi là gì, đưa ông táo đi chợ là thường mua bánh in chứ khèo lèo cất chuột đó. Lời cất chuột là gì con không biết luôn. Cái loại cái đó đó, không hỏi ông bà mình hồi xưa họ cũng vậy mã, họ cũng mua khèo lèo. Có người người ta thay gọi theo leo cứ chó. Em biết hỏi ông bà hay có biết gì ông bà đó, thường người ta làm bằng gì? Mè đó. Mè đen. Mè đen á, người ta làm đường kẹo lợi đó, y như cục kẹo vậy ngọt ngay à. Còn bánh in là hình như là trắng trắng đó. Chắc tại đen đen rồi, nó sẽ giống. Vậy khi ta coi cất của chuột làm sao thì nó giống vậy, ta kêu heo leo cất chuột. Bánh in, bánh uống. Hôm nay hai chị ở xa tới hả? Hơn khu Thái Giang làm gì đúng không? Dạ, đúng rồi. Thầy ăn gì thằng kệ thầy, nhưng mà mày đừng có quay. Mày cúng mà mày muốn... Ờ đúng rồi, mày muốn lấy ra lại này, tôi đã có cúng. Chứng minh là mình có cúng. Với khi mà thầy cúng dường tiền bạc cũng người ta nói là quay á, cũng không có nên quay. Chùa chuyện đã có chùa nào quay không? Cả nước có chùa nào quay không? Nhưng mà mình có quay thì ví dụ như mình quay để cái like đó mình không có đăng lên mạng, mà cái quay đó mình gửi cho cái người mà gửi chuyện cho mình á, người ta biết thôi. Còn mình quay lên mạng là người ta biết hết, là cái người kia cứ nhiều người kênh này kênh kia, rồi người này nói cho người kia cho, ta nói không cho mà cứ ai cũng nói cho hết, là copy cắt làm hết. Thì nó tóm gọn là lợi lòng tốt, lợi là cái từ thiện đó để ảnh hưởng đó. Ừ, đúng rồi. Giữ để lâu nó khui rầm. Tết này thầy ăn Tết có gì? Bánh mứt thì để lâu được, tháng nữa tháng được. Dạ chào thầy mới tới. Nữa. Mời gái cho thầy. Ăn rau gì? Dạ, sáng thầy ăn cái gì thầy? Ăn cơm sườn. Dạ ăn cơm sườn. Ăn cơm thịt heo nướng. Ủa ai cúng dường đó thầy? Dạ sáng này kinh gì vậy? Gia bên Nguyễn gì đó, vlog gì lóc. Với gì khi vlog gì á. Nhưng mà cúng mà đâu được quay đâu à? Không được quay. Giờ mình không cho quay, cứ cúng gì cúng đưa thầy cái xong rồi đó. Giờ mình quay ăn uống với quay cái cảnh ăn hoài. Còn giờ nè, giờ thầy làm những món gì đi. Làm món gì review giờ là chiên cứ chiên nè, chiên củ lan nè, chiên củ từ ngơi mỗi ngày chiên. Làm cái món review món ăn gì đi. Lột hộp vịt lộn được không thầy? Được, hai vịt lộn là sát xanh là nó có. Vịt lộn ta mua chín, ta lột sẵn cho mình ăn, còn mấy người đợi lột. Thì mua về lột lại, mua về hâm nắng. Nhưng mà cái đó review được không thầy? Mùa xu xay có hoa anh đào. Đào rớt nhiều quá, lụm vô cho thầy làm nha. Thầy ơi, trưa nay có mua củ khoai lang gì cho thầy nướng được không thầy? Gì? Khoai lang nướng được không thầy? Giờ mình review khoai lang nướng rồi. Nhưng mà mua hang. Phải mua cái dĩ nhỏ nhỏ vậy về 10.000 mấy. Giờ làm luôn đi thầy ơi. Mà thầy nướng không có chịu nha. Mà hang mới có mới được. Giờ làm luôn á sao thầy? Thầy đi mua đi. Mua ký củ lang hay dài củ lang gì cái đầu. Kiếm cái phao nhỏ nhỏ, kiếm gì